그냥 나는 em kiểu như thích chỉ một người về bao nhiêu cái mặt đó luôn rồi bao nhiêu một có một mặt. Nhưng mà đang có nốt ruồi ném mấy cái chỗ này ra. Ở đây nó gọi này. Ba cục à, 150 thêm 150 thiệt á, mấy ông ta là giàu, mua về đa số là du khách ngày nhớ ngày quay nhiều khi mua thế chứ về bao được lần duy nhất vậy bao loại nữa thôi đó mày nái ở chỗ nó lùi ra à. Có cây là có nó để tính sau. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nó có cái ăn nhiều không? Ăn ít rồi, ăn ít rồi. Chiều đi ăn thầy. Sao? Sao nhìn đi giống bạn thầy? Mày sợ lắm trời. Miệng tí li à. Là mấy nhiêu tiền? Bài vé một vé tinh lòng lên để làm chị xăm đi con, mẹ chị lấy con nào quá nha. Mặt chị đó. Ừ, cái mụn bình thường bữa nay tự nhiên nổi lên nhiều. Nó sần sần đó làm chưa hay là chưa. Mới rửa mặt thôi.